trời cao, có tiếng Chúa Cha phán rằng: Này là con ta yêu dấu, dòng đẹp lòng ta mời đón. Và hôm nay, Giê-xu con một Thiên Chúa đã chịu phép xưa vì yêu Xin hân hoan đón chào tất cả anh chị em cũng như chúc mừng năm mới đến chúng ta vừa bước vào cho những ngày năm mới. Chúng ta có thể quay qua nhau để chào nhau, chúc nhau một ngày mới bình an của Thiên Chúa cho nhau. Ngoài những ý chỉ cầu nguyện anh chị em chúng ta trong thánh lễ này, chúng ta cũng nhớ đến một linh hồn, đó là em Joseph Christopher Lý cũng mới qua đời. Em được 22 tuổi, cầu nguyện cho em đặc biệt trong thánh lễ này, đó là Joseph và hai em Trang Ngọc, để đưa chân cho người chị, đó là Maria Thúy, cũng mới qua đời, cô bị tai nạn xe cộ. Cầu nguyện cùng với gia đình tang quyến hiện diện ở đây, cũng như xin lễ cho linh hồn do anh Kim, linh hồn Zero Rio, và lễ cầu bình an, cũng như một người tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Phép rửa tội đó là Chúa Giêsu đã cho chúng ta được liên kết với Người qua bí tích rửa tội. Anh chị em chúng ta cũng được nhập vào cộng đoàn dân Chúa, đó là chúng ta được làm con Chúa và chúng ta cũng được hãnh diện gọi Thiên Chúa là Cha. Với tấm lòng tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã chọn chúng ta là con cái của Ngài, giờ đây anh chị em chúng ta hãy thành tâm thống hối, xin Người cho chúng ta được ơn thanh tẩy để xứng đáng đến với Chúa và rước Chúa trong thánh lễ này. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Yes.
Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con. Chúa xót tôi chân gian. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa. Let us pray. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là con chi ai. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Thiên Chúa phán: Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô: Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành miền Juda rằng: Kìa Thiên Chúa các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người này công lao lập được, trước mặt Người đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Đó là lời Chúa. Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa Trời. Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa Trời. Hồn
tôi hỡi chúc tụng Chúa đi, lạy Thiên Chúa đấng con thờ kính. Ngài quá ư vĩ đại, áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Hồn tôi hãy chúc tụng Chúa Trời. Kỳ công Chúa quá nhiều Chúa ơi, thật phong phú với muôn màu sắc, đầy ắp dương gian này với vạn vật Ngài khôn ngoan tác thành. Linh hồn tôi hỡi ca tụng Chúa Trời đi. Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa Trời. Kìa muông thu ngước nhìn Chúa luôn, đợi trông Chúa giữ thương nhìn đến, dọn bữa cho no lòng, chúng vội vàng lượm ngay khi Chúa tặng, hòa lòng vì những ân lộc Chúa rộng ban. Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa Trời. Vừa khi Chúa rút lại khi thiêng, là thân chúng chở lùi bụi cát, vì tắt hơi thở rồi muốn tạo lại Ngài ban sinh khi vào, bởi Ngài đội mới bộ mặt của trần gian. Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa Trời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Anh thân mến, thân sủng của Ơn Chúa được biểu lộ đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Khi Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của Người, Người đã cứu chúng ta không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn tái sinh và đổi mới chúng ta theo Thánh Thần thực hiện. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia.
các tầng trời mở ra, có tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân đang trông đợi và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia? Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quay dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và bằng lửa. Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi Người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Một lần nữa xin chào đến tất cả ông bà, anh chị em đến với Chúa hôm nay tại thánh đường đây, cũng như trong các live stream trên toàn thế giới đang đến với Chúa trong ngày lễ chúng ta cùng với giáo hội mừng kính ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa tội. Hôm nay cũng là ngày cuối của mùa Giáng sinh. Chúng ta đang sống trong đất nước Hoa Kỳ. Có lẽ chỉ có một nước mà trong cái đồng tiền đô la có chữ: trong Chúa tôi tin tưởng. Đất nước này được thiết lập trên nền tảng Kitô giáo, đặt Chúa trong cuộc đời. Bởi vì những người cha ông của chúng ta đến vùng đất mới này, họ biết rằng không có Chúa, chẳng có gì tồn tại. Không đặt Chúa trong cuộc đời thì không có gì là hoàn hảo. Và nếu không có Chúa thì con người bị tiêu hủy, nhất là trong thế giới hôm nay anh chị em chúng ta cũng đang thấy. Trong suốt hơn 2 năm qua, hôm qua có một người đã nói đó là đúng 2 năm 21 ngày từ khi Covid đã xảy đến. Và cả thế giới vẫn còn đang rùng mình, lo lắng về tương lai. Có nhiều người hoảng sợ, có nhiều người đau khổ, và có nhiều người đôi lúc lại quên đi rằng có Thiên Chúa. Và có người đặt câu hỏi: có Chúa tại sao Chúa lại không chữa thế gian? Đôi lúc chúng ta đặt câu hỏi cho Chúa, nhưng chúng ta có đặt câu hỏi cho chúng ta không? Chúng ta có thật sự đặt Chúa trong cuộc đời của mình không? Chúng ta có để thời gian cho Chúa không? Chúng ta có yêu Chúa như chính Chúa Giêsu đã mời dạy chúng ta, đó là yêu Chúa hết khả năng, hết tâm tư, hết linh hồn, hết trí khôn. Chúng ta có yêu nhân loại, những người đồng loại như chính Chúa dạy chúng ta không? Thánh Phaolô có dạy cho các tín hữu một điều: không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Đau khổ ư? Bệnh hoạn ư? Chết chóc ư? Hay đam mê nào đó ư? Không, không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Thật vậy là một người Công giáo, anh chị em chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta được làm con Chúa là uổng thời gian, hay đến với Chúa cầu nguyện, hay chúng ta đến dâng thánh lễ là uổng thời gian. Con người đi tìm kiếm mà tìm kiếm không bao giờ. Chúng ta ai ai trong cũng có một ngày 24 tiếng. Chúng ta có ngày có đêm. Thời gian thấm thoát cứ đi như cây đồng hồ, kim đồng hồ cứ thay chuyển, hết giờ này tới giờ kia, hết ngày này tới ngày kia, hết năm này tới năm kia. Con người chúng ta cũng thế.
có là một cậu bé hay là một cô bé, 80 năm sau cũng là một cụ già, ông già hay bà già. Đó là những người ước ao được sống 80 tuổi. Trong những ngày qua, đặc biệt con nhớ lại, trong những ngày qua, có rất nhiều các bạn trẻ đã không còn muốn sống và đã kết thúc cuộc sống mình. Các bạn hãy nhớ rằng, bởi vì trong lòng mình chưa có Chúa, nên khi gặp thử thách trong cuộc đời, mình thất vọng bởi vì mình quên rằng mình có một đấng yêu mến mình. Ngày ca bí tích rửa tội hôm nay chúng ta thấy hai điều chúng ta đi học trong Kinh Thánh trong suốt hai tháng qua. Từ ngày đầu tiên của mùa vọng, chúng ta đã được nghe lời mời gọi của Gioan: dọn đường cho Chúa đến, hố sâu lấp cho đầy, đường quanh co, núi đồi san cho bằng, để Đức Chúa đến với chúng ta. Và lời mời gọi đó, nhiều người đã trở về và ăn năn đến dòng sông Giô-đân để chịu phép rửa. Rồi chúng ta cũng được thấy hình ảnh của mẹ Maria, một người đã yêu Chúa, đặt Chúa cuộc đời và Chúa đến. Mẹ đã đón chào Chúa đến từ Thiên Chúa bỏ ngai vàng trời đất mà đến với con người ở giữa chúng ta. Giuse cũng là một người công chính, rồi cũng đón Chúa vào nhà khi được sứ thần cho biết đó là con Thiên Chúa. Rồi chúng ta cũng đã mừng qua, những tuần qua chúng ta mừng Chúa sinh ra. Chúa sinh ra, Chúa tồi bày tỏ cho những người nghèo đói, những người trên đồng cỏ như các mục đồng. Rồi tuần qua chúng ta lại mừng kính những ông ba vua, những người giàu có. Bởi vì con người giàu hay nghèo trong đôi mắt Thiên Chúa đều giống nhau. Bởi vì Chúa yêu thương con người. Và Chúa yêu thương con người ngay từ thủa ban đầu khi dựng nên A-dông. Chúa thấy ông lẻ loi, rồi Chúa cũng dựng nên phụ nữ cho ông là bà Eva. Nhưng ông bà đã chọn tội hơn là chọn sống với Chúa. Bởi vì cá tính của con người là phạm tội, và cá tính của con người thì sa ngã, và cá tính của con người thì muốn bằng Đức Chúa. Nhưng Thiên Chúa không phải vì thế mà bỏ con người. Chúa lại đến, đến Chúa ở với chúng ta, Chúa sinh ra, Chúa lại đồng hành. Hôm nay trong ngày đầu tiên, chúng ta thấy sau khi, trước khi Chúa đi ra giảng đạo, Chúa làm điều gì? Mật thiết với Chúa Cha trong sa mạc 40 ngày. Cầu nguyện là chìa khóa mở cửa nước trời. Cầu nguyện là chúng ta nói chuyện với Thiên Chúa. Cầu nguyện để được ơn trung thành. Cầu nguyện để được ơn soi sáng. Cầu nguyện để có một tương lai sáng rực. Ai không có Chúa trong cuộc đời khi thử thách? Không ai giàu ba đời mà không ai nghèo ba đời. Con người có thời có hạn, bởi vì Thiên Chúa là đấng dựng nên vũ trụ. Mà Thiên Chúa còn yêu con người, Chúa lại đến với con người và đồng hành với con người. Hôm nay chúng ta thấy, đáng nhẽ ông Gioan phải đến Chúa Giêsu rửa tội cho ông, nhưng không. Bởi vì Kinh Thánh đã nói về các Kinh Thánh đã nói về Ngài, các tiên tri đã nói về một đấng cứu thế sẽ đến. Và hôm nay điều mặc khải đó là Gioan, chính ông cũng nói, đáng lẽ tôi phải rửa tội cho Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã nói, cứ làm theo những thủ tục mà trong Kinh Thánh đã nói. Và câu chuyện đã xảy đến thế nào, chúng ta đã được nghe câu chuyện Thánh Luca tường thuật rất rõ. Khi Chúa Giêsu dìm mình vào dòng sông Giô-đân, nếu anh chị em chúng ta qua bên đất thánh, chúng ta thấy dòng sông đó vẫn còn đó anh chị em. Con cũng có cơ hội đi dẫn các anh chị em đi hành hương, và cũng có đến dìm mình trong dòng sông đó. Rất nhiều người anh chị em hành hương đến dìm mình dưới dòng sông mà chính Chúa Giêsu cũng đã dìm mình qua nước. Chúa Giêsu không có tội, nhưng Chúa dạy cho con người phải khiêm nhường. Khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa, bởi vì không có một người tạo vật nào dù giàu hay nghèo mà không có tội trước mặt Thiên Chúa. Mở mắt ra là tội rồi. Tội trong tư tưởng, tội trong lời nói, tội trong hành động. Nếu một anh em nào đó có bỏ đạo hay chống đạo hay bỏ Chúa, đừng xúi người khác bỏ đạo anh chị em. Đã tội mà còn xúi người khác phạm tội là đạp phạm hai tội, Chúa không bao giờ tha. Bởi vì chúng ta chống lại Thiên Chúa. Có nhiều người nói rằng tôi không giết người, tôi không làm điều gì sai, thân tôi có thể tôi làm. Cứ nghĩ đi, nếu sinh ra mà không có mắt thế nào? Nếu sinh ra mà không có tay có chân, có hạnh phúc không? Phải nhìn về chính mình. Đấy là hồng ân của Thiên Chúa đang thực hiện chính trong đời của mình. Và qua bí tích rửa tội, anh chị em chúng ta lại được đặc ân. Một đặc ân từ trời, đó là được làm con Thiên Chúa.
Và mỗi khi chúng ta qua bí tích rửa tội đó, chính thân thể của chúng ta đã được thánh hiến làm đền thờ của một Thiên Chúa uy linh đang ở trong chúng ta. Anh chị em chúng ta, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta đừng phạm tội. Người ta có nhảy xuống hố đừng bắt chước người ta. Người ta có chống Chúa đừng bắt chước người ta. Và có chống Chúa thì đừng có xúi người khác bỏ Chúa. Bởi vì những ai chống Chúa không bao giờ được gặp Chúa. Anh chị em nhớ điều đó. Ai bỏ Chúa là cánh cửa thiên đàng đã đóng đối với người đó. Nên Kinh Thánh mời gọi anh chị em chúng ta hãy trở về. 2 năm qua nhìn coi có ai mà chữa được Covid chưa? Người giàu người nghèo, có ông tổng thống nào mà nói rằng tôi sẽ sống mãi mãi, tôi là tổng thống, tôi không bao giờ chết? Không. Có quyền rồi cũng chết. Cái mồ là cái nhà cuối cùng dành cho những người kiêu ngạo. Nhưng đối với những người tin vào Đức Kitô thì khi chúng ta chết, chúng ta lại được về với Thiên Chúa, là nơi mà chính Chúa Giêsu cũng đã đến và Ngài đã cho chúng ta được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Có hạnh phúc không anh chị em? Thật đúng, chúng ta phải hạnh phúc lắm, hãnh diện lắm, bởi vì chúng ta có Chúa trong cuộc đời. Dù đi qua thung lũng tối, tôi không sợ hãi gì vì Chúa ở cùng tôi. Hãy khiêm nhường như Gioan. Ông là một đấng, Chúa dùng ông. Ông đã là tiếng nói của Thiên Chúa khi Chúa đến, ông giới thiệu các người môn đệ của ông. Đây là chiên Thiên Chúa, Ngài phải lớn lên, tôi nhỏ lại. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài. Và cuối cùng ông đã chết để làm chứng tình yêu mà chính ông đã tuyên xưng. Vậy anh chị em chúng ta đừng bao giờ trách Chúa, đừng bao giờ than phiền Chúa là ai, nhưng hãy đặt câu hỏi với chính mình. Nhìn vào gương mỗi buổi sáng, mỗi ngày tôi có tạ ơn Thượng Đế không? Sự sống, sự chết là do Chúa. Có người ước ao sống 100, đó chỉ là 1% mà thôi. Anh chị em chúng ta cũng đã thấy có nhiều những cơ hội đã ra đi, có nhiều người ngủ ra đi. Trong giáo xứ chúng ta cũng có những em 26 tuổi ngủ chết, rồi có trong 3 tháng qua con chôn gần 10 em, 20 mấy tuổi thôi, ra trường đầy đủ thành công, nhưng rồi cũng đau khổ bởi vì thất vọng trong cuộc đời. Vậy hôm nay anh chị em chúng ta xin Chúa điều gì? Một kinh mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta đó là: xin cho chúng con lương thực hàng ngày, chúng ta đủ ăn chưa, chúng ta đủ mặc chưa. Hãy đặt Chúa trong cuộc đời, bởi vì có Chúa thì chúng ta có thiên đàng. Amen. Giờ đây anh chị em chúng ta đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin anh chị em. Trong ngày chiều, Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì qua phép rửa tội, chúng ta được làm con Chúa. Giờ đây chúng ta hãy lập lại lời đoan nguyện mà chúng ta đã được đón nhận qua tin mừng, qua giáo hội và qua chính Chúa Giêsu. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Mọi sự dối trá của ma quỷ không? Mọi tội lỗi gây nên bởi ma quỷ không? Anh chị em có tin Chúa Cha là đấng đã yêu thương dựng nên vũ trụ không? Anh chị em có tin Chúa Giêsu đã yêu thương loài người, Ngài đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria chết sống lại, hiện giờ Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội và tin xác của loài người ta sống lại không? Chúng ta đã hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa cho chúng con được làm con Chúa qua bí tích rửa tội và mời gọi chúng con làm ánh sáng. Xin cho ngọn ánh sáng lửa mến yêu của Chúa thắp nên tâm hồn của mỗi người chúng con trong năm mới này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. À. Anh chị em rất thân mến, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tội bởi ông Gioan tại sông Giô-đan, Chúa Cha đã ban Chúa Thánh Bá, ban Thánh Thần và xác nhận thần tính của Ngài. Trong tâm tình tri ân, Thiên Chúa đã trao tặng con một yêu dấu cho nhân loại. Cộng đoàn và mỗi anh chị em chúng ta đây cũng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh,
luôn hiệp nhất và liên đới với nhau trong sứ mạng trở nên dấu chỉ lòng thương xót và sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa trần gian. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang khát khao tìm kiếm chân lý, sớm nhận biết Thiên Chúa là Cha, là Đức Giêsu Kitô, là nguồn ánh sáng và niềm hy vọng cho mọi người, cùng là đấng được người sai đến để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu xin cho mọi Kitô hữu biết nỗ lực tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha và luôn sống với tâm tình người con thảo, cùng tuân giữ cam kết của bí tích rửa tội. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho những nạn nhân của COVID-19. Xin cho các người nhiễm bệnh mau bình phục. Xin Chúa ban bình an và sự an toàn cho các nhân viên y tế, bác sĩ và các thiện nguyện viên cùng gia đình của họ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ luôn ý thức sống ơn gọi làm con Thiên Chúa bằng việc tuân giữ lời Chúa và thực thi công bình bác ái trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa ban thưởng xứng đáng cho những ân nhân của cộng đoàn giáo xứ, những ân nhân của linh đài Đức Mẹ La Vang, các anh chị em đang đau yếu được ơn chữa lành, những người qua đời được hưởng sự sống đời đời, các ý chỉ trong thánh lễ và những ý nguyện riêng của mỗi người được Chúa thương chấp nhận. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện. Đặc biệt chúng con đang bước vào trong năm mới, xin thương ban Chúa Thánh Thần để Ngài thánh hóa giúp mỗi người chúng con sống xứng đáng với tư cách là con cái Chúa và tuyên xưng đức tin, mặc khải vào một Thiên Chúa tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thiên Chúa nhận hy lễ bởi tay
chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, trong ngày Chúa mà khai, Đức Kitô con yêu dấu, toàn cộng đoàn chúng con dâng lên Chúa của lễ này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên hy lễ sinh hoàn hảo của Người, là chinh đấng đã thương rửa sạch tội lỗi trần gian, Người hàng sông và hiên tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Cha đã dùng dâu lá này tỏ bày mầu nhiệm phép rửa mới, nhờ tiếng ta từ trời vọng xuống, chúng con tin rằng ngôi lời của Cha ở giữa loài người, và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu xuất hiện, chúng con nhận biết Đức Kitô là tôi chung của Cha, được sức giàu hoang lạc, được sai đi loan báo tin mừng cho kẻ khó nghèo. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Thiên Chúa các đạo binh trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, hoan hô trời Chúa ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, hoan hô Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần xuống mà thanh hoa của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bề ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chư tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Kevin Venn, Giám mục Giao Phân chúng con, các Giám mục phụ trách Timothy và Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa: Joseph, Christopher, Maria Thúy. Mà những kẻ đã chết như con Chúa thì xin cho cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến tất cả anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, đặc biệt các linh hồn mà chúng con nhớ họ trong thánh lễ hôm nay: các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc trong gia đình chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con cũng nài xin Chúa thương xót đến tất cả chúng con. Hôm nay chúng con đã bước vào trong năm mới. Xin cho chúng con trở thành một tạo vật mới làm ánh sáng tin mừng cho nhân anh em, nhất là trung thành với Chúa. Cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và toàn thể các thánh, nhất là các thánh cha ông tử đạo Việt Nam chúng con đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Giờ đây anh chị em chúng ta với tấm lòng tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta được gọi Chúa, được phúc gọi Chúa là Cha, giờ đây chúng ta dâng lên Ngài kinh mà chính con Ngài đã để lại cho chúng ta: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hàng ở cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta hãy chúc bình an của Thiên Chúa cho nhau. Chúa đấng xóa tội trần gian,
Đây Chúa Giêsu Kitô, Ngài đang hiện diện giữa chúng ta. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa. Con trần tan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn. Trước anh, Ngài ghé mắt trên ta, thương ban ơn siêu vời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nơi bàn tiệc thánh, Chúa đã cho chúng con được no lòng thỏa dạ. Xin cũng giúp chúng con luôn trung thành với Chúa, nghe theo lời con Chúa dạy bảo, để không những chúng con chỉ mang danh là con cái Chúa, mà còn thực sự sống với Chúa, cho phải đạo làm con. Người là Thiên Chúa hàng sống và hiền trì cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Giờ đây xin mời cộng đoàn ngồi, chúng ta có một thông báo ngắn hôm nay. Trước hết xin cho tất cả các anh chị trong ca đoàn tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn các anh chị ca ngợi Chúa hôm nay. Con biết được sắp sửa ngày Tết Nguyên Đán sắp tới, và có các bà chị em của trong các bà mẹ Công giáo có bán bánh cho cái mùa Tết, anh chị em có thể đi qua để ủng hộ cũng như chợ nhỏ của chúng ta nữa. Thánh lễ cầu nguyện cho bảo vệ thai nhi, đó là nhân kỷ niệm 29 năm vụ Roe and Wade. Đức cha Kevin Van mời cộng đoàn tín hữu Công giáo cũng như những người thiện chí cùng cầu nguyện cho việc chấm dứt phá thai, chữa lành những người tham gia phá thai và mọi sự sống của con người được tăng trưởng. Thánh lễ sẽ được cử hành vào thứ Sáu, ngày 21 tháng Giêng này, lúc 7 giờ tối tại trong nhà thờ chánh tòa nơi đây. Đó là ngày 21 tháng này, lúc 7 giờ chúng ta có lễ cầu nguyện cho các thai nhi. Chúng ta nhớ, và anh chị em chúng ta cũng sống thế nào
để làm bổn phận của con Chúa, sống kính sợ Thiên Chúa anh chị em. Nhất là cũng thay mặt cho quý cha cảm ơn tất cả các bác, các chú, anh chị em chúng ta đã trong những ngày qua đó là làm hang đá, trang trí nhà thờ, rồi đặc biệt bây giờ chúng ta lại lấy xuống nữa, dọn dẹp nữa. Cảm ơn rất nhiều, xin Chúa chúc lành cách riêng cho anh chị em chúng ta. Giờ đây chúng ta đứng lên và đến với Tổng lãnh Thiên Thần nhân ngày đầu năm, chúng ta cũng xin Ngài che chở chúng ta mọi nơi mọi lúc và bảo vệ thế giới khỏi mọi sự dữ. Lạy ơn Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-ên, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời, lấy quyền phép Chúa mà hạ Sa-tan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế hại các linh hồn, xin bắt chúng giam. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Xin chúc cho tất cả chúng ta một ngày bình an trong Chúa, cũng như là một tuần mới được sự che chở của Thiên Chúa, và ban cho anh chị em chúng ta được một bình an của Ngài. And heaven and nature sing, and heaven.